Hơn 300 đầu sách được chọn lọc kỹ càng, đang được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024 tại Thư viện Hà Nội. Triển lãm thu hút sự quan tâm của độc giả nhiều độ tuổi, trong đó bao gồm độc giả thường xuyên của Thư viện và cả những người chỉ biết đến sự kiện thông qua truyền thông. Bác lên xem toàn bộ đến đây thì bác thấy như vậy, tức là cái đầu sách mà nói về cách mạng tháng 8 như vậy thì là rất nhiều mà cũng rất tốt, rất cần đấy. Sắp tới là dịp Quốc khánh nên con đến thư viện để con tìm hiểu cái sách về Hà Nội. Sau khi đọc một số trang thì con cảm thấy là cuốn sách này thì nên được mở rộng nhiều và nên để cho các bạn nên đọc để hiểu hơn về Hà Nội. Triển lãm trưng bày theo 4 chủ đề, phần 1 về đường lối chỉ đạo của Đảng và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến năm 1945, cùng với đó là các cuộc cách mạng khởi nghĩa trước 1945. Phần 2, phản ánh về diễn biến, không khí hào hùng của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền khắp ba miền. Phần 3, giới thiệu về sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập và không khí phấn khởi, ký ức của người dân trong ngày 2 tháng 9 lịch sử. Cuối cùng, phần 4 là các tài liệu về đường lối chỉ đạo của Đảng trong bảo vệ xây dựng đất nước suốt 79 năm qua và thủ đô sau gần 40 năm đổi mới. Chúng tôi cũng mong muốn gian trưng bày sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Và chúng ta cùng nhau hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, một thủ đô Hà Nội văn hiến, hòa bình, hiện đại, đổi mới và sáng tạo.